Hello, Kiều xin chào mọi người đang xem video trên kênh YouTube của Kiều nha. Hôm nay rất là lâu rồi mình không có quay video mới để cho các bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm của Linh Hương. Thì trong video này Kiều muốn giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm, đó là body của Linh Hương. Thì cũng có rất là nhiều video mình hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng nè, cũng như là cái tính năng của cái sản phẩm body ngậm ngọc của Linh Hương. Và các bạn chỉ cần là đăng ký kênh YouTube của Kiều thôi là các bạn sẽ được miễn phí vận chuyển. Và ở đây thì cái body của Linh Hương thì vừa chống nắng nè, vừa kháng nước, với lại là nó sẽ cấp ẩm cho làn da của chị em mình dùng lên trên da nó sẽ không bị khô da. Với lại sản phẩm body của Linh Hương thì an toàn tuyệt đối cho chị em mình nha. Những chị nào mà da mà thường hay bị kích ứng, với lại là thì mình thoa những loại kem body khác lên mà nó chưa trắng, với lại lần thường hay là bị ngứa, với lại là nổi mẩn đỏ đó, thì các chị em của mình đổ qua cái dòng body này dùng. Tại vì cái dòng body này dùng được cho bầu luôn, nó an toàn và không có chất tẩy lọc tẩy nha. Có nhiều chị em của mình khi mà mua cái dòng sản phẩm của Linh Hương á thì thường hay là hỏi là có bị mòn da hay là bị mỏng da hay không. Tại vì có rất là nhiều chị chỉ dùng những cái sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên thì nên dùng ngay cái body của Linh Hương. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà body vừa make up vừa chống nắng và kháng nước luôn. Khi mà mình thoa lên thì cái kem body này nó sẽ rất là mát da các chị. Sản phẩm này thì được chiết xuất từ bột ngọc trai. Các chị em của mình mua chỉ cần 2 tép thôi là được xỉ. Mà thường là Kiều sẽ tư vấn cho các chị em của mình nên là mua 2 tép đi, được xỉ về dùng nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và mình dùng thì mình dưỡng body, đâu phải mình dưỡng một tép là mình nghỉ đâu các chị. Mình dưỡng da thì nên dưỡng da hàng ngày, giống như là mình cấp ẩm cho da nè đó, và chống lão hóa cho da. Đây nè, em thoa lên nè, cái chất kem này nó rất là mềm mại luôn, không hề bị bết mà cũng không hề bị lộ vân kem luôn. Sản phẩm body của Linh Hương em thoa thêm một lớp nữa nha. Đó, khi mà thoa lên là chất kem này nó sẽ thẩm thấu ở bên trong da rất là nhanh, không bị nhờn rít mà cũng như là nó không có bị dính vào quần áo của chị em của mình. Cho nên là các chị của mình á dùng á thì bầu dùng được luôn. Ở đây là em cũng bầu nhưng mà thoa cái này lên nè, nó vừa chống nắng với lại là nó vừa dưỡng trắng da cho mình đó. Và ở đây là một trong những cái sản phẩm mà body an toàn nha. Bên trong sản phẩm thì sẽ có phiếu bảo hành 10 triệu luôn. Sản phẩm này khi mà các chị em của mình mua bên shop của Kiều mà bị kích ứng thì sẽ cho các chị em của mình đổi trả luôn. Zalo của mình đó là 0977761748. Các chị nào muốn mua sỉ hoặc lẻ thì 2 tép trở lên là mình sẽ được sỉ rồi đó, và được miễn phí vận chuyển luôn. Các chị em của mình mà muốn tham khảo nhiều hơn những cái sản phẩm khác như là kem dưỡng da mặt hoặc là làm sạch tế bào chết nha, sữa rửa mặt, thì mình có thể là vào website linhhương.net.vn nha, trong đó có rất là nhiều sản phẩm luôn. Thì ở đây là cái body này vào mùa hè này thì mình thì cơ thể nó sẽ nóng nực hơn, với lại là mình sẽ sợ là bị bết, với lại là bị nhờn da, thì xem cái em body này là không hề bị bết cũng như là không có nhờn rít da gì cả. Mình tắm bằng sữa tắm là nó sẽ sạch da cho mình rất là ok, cho nên là nó sẽ không có bị bí bách lỗ chân lông các chị. Thoa lên chất kem nó rất là mềm mại luôn, nó sẽ bật tông cho chị em mình. Mình thường hay là dùng những cái sản phẩm khác á, mình thoa lên là nó sẽ bị lộ con kem, nhưng mà đối với cái em này không hề lộ nha. Các chị em mình thoa lên là nó sẽ rất là mềm và mát, căng da, và nó sẽ lên tông nhẹ một chút xíu để cho chị em của mình có đi đám tiệc hay mình đi chơi gì đó. Thì mình dùng cái body này nó sẽ rất là trắng da vào cái mùa dịch này, thì mình ở nhà mình lại có rất là nhiều thời gian để mà mình chăm sóc da. Và ở đây thì dùng được cho cả ngày và đêm luôn nha. Ban ngày thì các chị em của mình dùng cái sản phẩm body này thì nó vừa giúp chống nắng nè, đó, bảo vệ cái làn da và giúp cho da của mình sáng mịn hơn rất là nhiều, không lộ bông kem, cũng không có bị rít rít cái làn da. Đây nè, thoa lên chất kem này rất là thích luôn nha, thoa lên là nó sẽ rất là trắng. Ở đây da cũng các chị em của mình nó thường hay là bầu thì mình sẽ lựa chọn những dòng sản phẩm cho nó an toàn, thì nên dùng như mình luôn, tại vì mình cũng đang bầu á. Cho nên là ở đây các chị em mình thoa lên là không hề bị bớt, cũng không hề bị rít cái làn da của mình, thẩm thấu bên trong da mà rất là trắng luôn nha. Và sản phẩm này thì nó an toàn rồi, có giấy kiểm nghiệm, giấy công bố đầy đủ, cho nên là ở đây các chị em của mình
mua hàng còn được có phiếu bảo hành 10 triệu, đó là cam kết sản phẩm không chứa chất độc hại, dùng được cho bà bầu. Và ở đây thì các mẹ bỉm sữa sau sinh thì thường hay là lựa chọn những dòng sản phẩm để mà mình dùng, mà mình lỡ mà ẵm con á, mà nó bị dính vào người của em bé á, thì không sao. Đây là cái dòng sản phẩm an toàn, các mẹ nào mới vừa sinh thì mình có thể sở hữu ngay một cái tép và kem body ngậm ngọc của Linh Hương này rồi. Và khi các chị em của mình mua thì cái hộp của nó như thế này nha, đóng màng co chắc chắn và chưa bao giờ được tháo ra. Và sản phẩm của Linh Hương thì có nhà máy sản xuất và có những cái dây chuyền rất là hiện đại luôn, cho nên là không có sự can thiệp vào của con người cũng như là làm thủ công á, cho nên là các chị em của mình á là kem thì ở trạng thái đó là sạch và nó không có vi khuẩn trong đó, cho nên là các chị em của mình dùng thì mỹ phẩm sạch. Và ở đây thì có tem chống hàng giả nè cả nhà, logo của Linh Hương và sản phẩm của Linh Hương có rất là nhiều loại hàng giả và hàng nhái nha, cho nên là các chị em của mình nên là tập thói quen đó là mua đồ chính hãng để dùng đi. Mình mua cái gì mà mình phát hiện ra cái nhãn hàng nó có nhiều giả và nhái đó thì nên mua chính hãng đi. Đó, và các bạn nào mà muốn kết bạn Zalo với mình thì 0977761748 nha. Mình mua 2 tép luôn là được sỉ. Và các bạn đừng quên đó là đăng ký kênh YouTube của Kiều để các chị em của mình được miễn phí vận chuyển nha. Và các bạn ơi, khi mà các bạn dùng cái body này á thì là nhớ cho mình cái review ở phía dưới nha. Tất nhiên là phải đánh giá cả nhà. Cho nên là cả nhà mình dùng cái body này nếu như mà thích á thì là nhớ giới thiệu giùm cho mình, tại vì cái body này Kiều mà bán á là khách hàng mua đi mua lại rất là nhiều lần. Tại vì cái em này nó vừa an toàn mà dùng lên trên da nó rất là mềm luôn. Và ở đây thì đối với body của Linh Hương nè, cái chất kem của nó là rất là mịn mềm. Đây là body chứ không phải là dạng lotion hoặc là dạng sữa kem, cái sữa dưỡng thể nha, hoàn toàn không có. Hoàn toàn không phải, tại vì sữa dưỡng thể với lại là lotion nó thì nó sẽ không trắng bằng cái body đâu. Kem body là một dạng kem dưỡng trắng da. Ở đây các chị em của mình khi mình thoa lên nè, da nó rất là mịn và căng và mát luôn. Các chị nào mà thường hay là dùng các loại kem á thì mình cũng biết rồi, khi mà mình sử dụng những cái loại kem trộn á thì ban đầu nó sẽ rất là nhanh trắng, nhưng mà về sau da của mình nó bị bắt nắng cực kỳ và da của mình bị vừa mỏng với lại là vừa bị thâm nữa, cho nên là các chị em của mình nên mua body của chính hãng của Linh Hương về để dùng. Và hai test được sỉ nha, các bạn kết bạn Zalo với mình đó là 0977761748 và nhớ đăng ký kênh YouTube để mình được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn nha, được xem hàng trước khi mình nhận hàng. Cho nên là ở đây các bạn dùng cái body của Linh Hương thì nhớ là liên hệ ngay với Kiều. Và Kiều đang phân phối dòng sản phẩm chính hãng của Linh Hương, các bạn ở khu vực miền Nam hoặc ở miền Bắc thì mình cũng ship hết trơn. Quan trọng các bạn mua hàng, các bạn đợi nhận giùm mình, và sản phẩm các bạn nhận các bạn được xem hàng, chat mã vạch trước khi các bạn thanh toán tiền cho shipper nha. Một test này thì dung tích của nó là 150ml. Kiều dùng 2-3 test luôn, mặc dù là đang bầu nhưng mà vẫn dùng cái dòng sản phẩm này, cho nên là các mẹ nào mà bầu mà muốn dưỡng da thì hoàn toàn có cái dòng sản phẩm này là an toàn cho các chị em của mình. Kích ứng được bảo hành đổi trả, cho nên là ở đây các bạn dùng cái body này thì một test này thì có nhiều chị hỏi là dùng bao lâu thì là 1.5 tháng đến 2 tháng nha. Còn ví dụ như mình thoa tay chân cổ gì có nhiều chị em rất là thích luôn thì tầm 1 tháng, nhưng mà dùng cái này đi mình sẽ thấy da của mình nó cải thiện rất là ok, mềm mướt hơn và trắng hơn. Đây là dòng sản phẩm dùng cho tay chân cổ, từ cổ xuống dưới thì mình có thể dùng mọi nơi luôn nếu như mà mình thích dưỡng da vùng nó trắng sáng mịn màng để tự tin hơn. Và sản phẩm này thì mình ở đây thì mình sẽ có một cái bộ cả nhà, một cái bộ thì thường hay là Kiều sẽ giới thiệu cho mọi người thêm đó là sữa tắm hấp trắng cánh hoa tươi. Các bạn nào muốn mua sở hữu bộ này luôn thì Kiều sẽ có phần quà cho các chị em của mình trị giá 200k. Cho nên là các chị nào mà muốn mua body và sữa tắm để dùng chung thì nó sẽ nhanh chóng hơn, tại vì sữa tắm này là sữa tắm mà chuyên biệt dùng để nuôi dưỡng da, cấp ẩm và giúp tăng sinh collagen trên làn da body. Cho nên là ở đây sữa tắm của Linh Hương rất là nhiều chị em thích luôn, và được chiết xuất từ hoa hồng. Và ở đây rất là thơm các chị, chị nào mà
Họ muốn mua cả bộ luôn thì nhớ là vào Zalo của Kiều nha, 0977 761 748. Đây là cái body, cái sữa tắm dùng chung với body luôn. Mình tắm xong dùng body lên rất là nhanh chóng và nó an toàn luôn. Các bạn nào mà sợ da mình bị mỏng, sợ mà dùng ảnh hưởng đến bầu hoặc là đen cho con bú á, thì nên dùng những dòng sản phẩm thiên nhiên này, nó an toàn. Tuy là nó sẽ không nhanh chóng bằng kem trộn đâu, nhưng mà dùng nó sẽ an toàn cho làn da của mình cũng như là sức khỏe của mình về sau nha. Các bạn nhớ các bạn Zalo với Kiều là 0977761748 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube để ủng hộ Kiều nha. Xin chào mọi người nha.